Nhằm phát huy hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đẩy mạnh công tác đấu tranh tố giác các loại tội phạm, sáng ngày 5 tháng 6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Điện Biên tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về ma túy cho gần 200 người có uy tín trên địa bàn toàn tỉnh. Thượng tá Nguyễn Thị Hồng Thúy, Phó trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh cho biết, cùng với nhiều quốc gia trên thế giới và trong khu vực, Việt Nam đã và đang phải đối mặt với hiểm họa ma túy diễn ra ngày càng phức tạp. Cuộc đấu tranh phòng chống các hoạt động và tội phạm liên quan đến ma túy là một mặt trận hết sức nóng bỏng và gian nan. Thời gian qua, công tác phòng chống ma túy trên địa bàn tỉnh Điện Biên đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, tuy nhiên vẫn còn tiềm ẩn những diễn biến phức tạp khó lường. Do vậy, để đẩy lùi ma túy ra khỏi đời sống xã hội, cần phải huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, trong đó vai trò của người có uy tín là hết sức quan trọng. 200 người có uy tín hiện đang cư trú trên địa bàn toàn tỉnh được tham dự chương trình tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về ma túy lần này sẽ được tiếp cận những tài liệu, văn bản, quy phạm pháp luật mới nhất quy định về phòng chống ma túy. Thông qua tài liệu tuyên truyền, bài giảng của lãnh đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và các hình ảnh trực quan sinh động để có cái nhìn đầy đủ, toàn diện hơn về các loại ma túy thường gặp, hậu quả tác hại của ma túy, phương thức thủ đoạn của tội phạm về ma túy. Từ đó, nâng cao nhận thức, chủ động phòng ngừa và phối hợp cùng các lực lượng chức năng, tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật về ma túy trong cộng đồng, tích cực tham gia phát hiện, tố giác và đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến ma túy.